tình cờ đi ngang qua cái kênh 2. Quý vị và các bạn thấy không? Ở đây sau một cái quá trình mà cải tạo thì người ta đã trồng sen. Các bạn thấy không, những cái bông sen và sau khi nó trở thành cái đài sen và trồng sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Quý vị và các bạn thấy không? Đầm sen. Đầm sen này mà có một cái hồ sen như thế này mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà làm một cái quán cà phê thì tuyệt vời. Quý vị và các bạn thấy không? Nguyên một cái đầm sen. Chắc người ta cũng phải cải tạo một cái thời gian dài để người ta trồng sen, trồng những cái cây sen. Và tôi thấy ở xa xa ở phía bên kia có những cái sen màu trắng. Đây là mình thấy một cái sen màu hồng. Này có một cái sen màu trắng. Ngoài nó có đường không? Qua khỏi nhà máy nó có đường không? Rồi qua trên 2 á, chạy ra ngoài á nó có đường không? Cặp bờ sông á. Đấy mình đang lúc mình chạy đây cặp bờ sông đây. Bên thì khúc này này, khúc này. Còn. Thì cái gì thì các bạn. Mở đường rất là tuyệt vời. Ủa mà sao mà người ta trồng ổ sen trắng thì ở phía trong rồi không thấy được. Đâu đi qua được, rất là tuyệt vời. Hình như nó có cầu kìa. Ở này nó có cầu nè. Đẹp thiệt á. Sợ đi không được. Ở Đài Loan á chị, nó có nguyên một cái đầm luôn. Sen này nè, mà nó làm mà hả? 5-6 mẫu vậy đó, tới mùa gọi là đi coi sen. Sen hồng, sen cánh cam nữa đó. Sen trắng ở Sài Gòn ta bán đó chị, ngày lễ Vu Lan rồi lễ gì có thường có. Ôi đẹp quá chị Yến ơi, những cái sen ở thành phố đâu có to dữ vậy. Đẹp không quý vị và các bạn. Tôi sẽ quay để quý vị và các bạn có thể thấy được là mình sẽ một cái lá sen rất là to. Thì thường ở một số vùng quê thì tôi ở chợ thì tôi thấy người ta sử dụng lá sen để là gói xôi lá sen. Mẹ rung quá. Đây cô bé dễ thương, con gái thôi. Chắc mẹ đi không được, bé dẫn mẹ đi được không? Con đứng mà ở phía bên đầu kia đi. Đây, cái cây. Sao con gái đi sao? Rồi, ok, thôi được rồi. Mẹ đi được. Đồng ý. Rồi. Ủa con tự đi hay là ba dẫn con đi? Dạ, ba dẫn con đi. Mẹ ơi, cố lên. Hết cái khúc đoạn gian nan rồi đúng không? Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Đây, bông sen trắng nha quý vị. Không thể nào diễn tả được những cái bông sen trắng. Quá trời luôn á mẹ. Thỉnh thoảng thì vào ngày lễ Vu Lan cũng như một số ngày lễ Tết thì tôi có thấy được một cái hoa sen trắng. Người ta có thể là người ta chở trên đường, cũng có thể là đi đến chùa, một số chùa Vĩnh Nghiêm, hoặc là người ta bán dạo. Quý vị thấy không? Một cái bông sen trắng. Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị và các bạn sẽ không thể nào thị kiến được một số cái cảnh. Cùng quê vì mà các bạn thấy toàn bộ sen người ta trồng trên một cái rạch.
người ta phải lên một cái luống. Đây, vì và các bạn, tôi quay một cái nụ sen. Cánh trắng, nhị vàng,